chào đi. Con thì cháu đang đi bộ tập thể dục buổi sáng đấy các bác ơi. Thôi chắc họ để quên đấy, để đấy tí em họ đi tìm à. Đi thôi, đi đừng vòng rồi các bác ơi. Ai, mỏi chân quá rồi các bác ơi. Đấy, hai mẹ con đi. Chắc bây giờ đi mua đồ ăn sáng không về đi nhỉ? Mua bánh mì cho anh đi. Anh ăn bánh mì xúc xích dưa chuột. Dầu bà nhá. Tiện thì dẫn anh đi dạy anh dần cho quen các bác. Cho anh biết chỗ mua ở chỗ nào, trả tiền như thế nào. Chưa. 50 trừ 10 bằng bao nhiêu nhỉ? Đây chỉ vài lần nó sẽ quen đi các bác. Sau này bố mẹ còn nhờ được. Về đến nhà thì nồi cháo của gạo cũng đã chín rồi. Cháo hầm với xương ngon chưa các bác. Đây là bữa sáng của mẹ và bố cháu này. Nước ép rau má với lại quả ổi của mẹ cháu này. Nước ép dưa hấu là của Bi, sữa là của gạo. Đấy, chuẩn bị trước khi đi bộ các bác. Đây, về chỉ việc là lấy cháo ra và cho bí đỏ vào nấu cho gạo thì xong. Xong xuôi thì việc ai lại đi bố với anh Bi đi học và đi làm. Gạo sang cửa hàng. Đây thấy bác bán dưa bở ngon quá các bác ơi. Cháu ơi lấy quả này được không? Cháu ơi. Này gạo ơi, mẹ bảo. Quay đây mẹ bảo này. Lấy quả này nhá. Lấy quả này nhá. Rồi, bác đút vào túi cho cháu nhá. Xanh hơn này. Vừa mới lấy quả đấy mẹ. Cà rốt thì bác để cháu nhặt nha. Đưa đi con. Đưa đi nhặt đi. Con nhặt đi, con nhặt nữa đi. Con lấy nữa đi. Con nhặt 13 với 23. 23. Đâu rồi đi em? Gà đi em. Đấy, quả dưa bở hôm nay ngon quá các bác ơi. Mấy thêm mấy cà rốt về để mẹ cháu ăn. Rốt ngon chưa? Này rất là tươi, ngon luôn. Này các bác ơi, bảo đi ăn đây. Ông chịu đi ăn đây. Nú đây, trốn đây. Nào, măm măm nào. Em mẹ đi măm nào. Đây, buổi sáng mà chưa kịp cho ăn ở nhà này, mẹ cháu sẽ cho cháu vào cái cốc này cho nóng này. Xong sang cửa hàng là mới ăn. Cháo này là cháo hầm từ xương gì nhỉ? Xương bay lợn nhà bà nuôi, bà gửi này. Đấy, cho thêm trứng bí đỏ với cả phô mai vào. Cháo thì được nấu thêm với cả đỗ xanh nữa nên là rất là ngon này. Em không chị vậy, chị có hợp tác không? Măm. Măm măm. Măm măm. Ơi đi ăn thôi. Gạo ơi mẹ đi ăn đây. Nào đi ăn nào. Trốn ăn mẹ các bác ơi. Mẹ đi chơi đây. Thế gạo có đi chơi không? Đi. Nào đi chơi. Đi chơi. Đi chơi. Ôi. Em làm đứt rồi. Vậy thì mẹ gọi điện cho bố nhá. Bố lấy ra đồ khác mang cho con. Được, tí nữa gọi cho bố làm liên quan nhỉ. Cháu đang ăn cháo đây các bác ơi. Cháu ốm hôm nay, hôm qua hôm nay cháu mới ăn lại được đây ạ. À. Cháo trứng phô mai.
đỏ, hầm với sơ mây của là bà ngoại gửi. Đúng rồi. Cháo gạo đậu xanh. Đậu xanh. Bở thơm nức nở luôn rồi các bác. Nứt hết ra rồi này. Thơm ơi là thơm luôn. Rất là ngon này. Đây mẹ cháu sẽ bổ nha. Nha. Rất là ngon này. Ngồi yên, ngồi yên ngã nha. Rất là dễ lột vỏ luôn này. Thế là đã lột được hết vỏ rồi. Con cháu là cứ thế này ăn thôi, không cần phải cho thêm đường hay gì cả. Ăn đi. Đây, dĩa dừa rất là ngon luôn. Thơm phức. Có đường ăn thì nó sẽ ngon hơn, đường hoặc sữa. Ở đây là cháu có ăn như thế này. Cũng mát. Gạo ăn đi. Gạo ăn đi. Ăn một miếng nào. Đưa mẹ lấy cho. À thế con tự lấy đi. À đây. Đây. Ăn đi. Các bác ăn dưa nhá. Dưa bở này. Bánh đá ăn ngon này các bác. Cũng ăn được các bác ạ. Nhạt vừa nữa. Bản chất là dưa này là phải thêm đường. Cậu có bỉm gì đây? Ăn uống xong xuôi là sang nhà cô hàng xóm để mua bỉm nha các bác ơi. Xách được bịch bỉm mang về rồi này. Đi mua bỉm đây. Tiện luôn, hàng xóm ngay cạnh bán bỉm bán sữa. Đồ ăn của ê, cháu đi mẹ mua bỉm bé được luôn các bác. Cô hàng xóm cho cà chua với cả chuối mang về đây này các bác ơi. Chuối này không biết chuối gì nhỉ. Nghe bảo ngon. Cà chua quê. Chả nhiều bột lắm. Nào ăn à, ngọt không? Úi giời, em biết thế. Đây mẹ lấy chuối cho nhá. Nè, gạo đòi ăn chuối các bạn. Ăn đi. Ăn đi. Ngon không? Ngọt không? Cháu cho lên mồm cắn đi. Lên mồm cắn. Lên mồm cắn đi. Cái miếng to vào. Nhạo này chưa thích ăn chuối lắm. Chuối tiêu ấy. Ăn hết nửa quả to ấy các bạn. Ngon nhờ. Ngọt nhờ. Đúng rồi. Con chào các bác nha.